Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Bình đây và chào mừng các bạn đã trở lại với VinFamily DIY. Trong clip ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn đó là 15 sản phẩm lắp ghép từ bộ mô hình kỹ thuật tốt lăng của mình. Chúng ta sẽ cùng đi xem 15 sản phẩm mình mới sưu tập nhé. Đây là sản phẩm mình lắp ghép vừa qua. Và tất cả clip lắp ghép đều có trên kênh VinFamily DIY. Mọi người có thể lên kênh của mình xem các clip hướng dẫn của mình hoặc là các clip review nhé. Thì đầu tiên giới thiệu với mọi người, đây là chiếc máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng ngoại to. Một chiếc máy bay trực thăng ngoại to được lắp ghép từ bộ mô hình kỹ thuật lăng. Quay cảnh quan nào. Thì con máy bay trực thăng này là nó lắp ghép theo tỷ lệ to các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy tỷ lệ rất to mà được lắp ghép từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 bộ. Chúng ta cần có 6 bộ mô hình kỹ thuật lăng. Tạm thời chúng ta để em nó xuống nhé. Tiếp theo mình giới thiệu với các bạn đó, cái sản phẩm mới của mình đó là một chiếc xe tăng. Đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây chính là một chiếc xe tăng mô hình. Có một lòng súng quay 360 độ mình mới gấp. Và lắp ghép từ một bộ, mình sử dụng hai loại bánh xe ở đây. Lắp ghép từ một bộ nhé. Cực kỳ đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần với một bộ mô hình sơ đông nam, chúng ta có thể sáng tạo ra rất nhiều mô hình. Và ngày nay thì mình đã sáng tạo ra những 15 sản phẩm. Ok. Đây là một chiếc xe ô tô tải các bạn ạ. Ô tô tải loại to, bánh to này. Cũng được lắp ghép từ một bộ thôi. Nhưng có điều hơi khác một chút, đó là cái bánh xe này mình lấy từ một cái đồ chơi khác. Đây không có trong bộ lắp ghép đâu nhá. Đây là đồ chơi khác của mình thôi. Đây là cái lô kẹp tóc. Tiếp theo giới thiệu với các bạn một chiếc xe ô tô tải loại mới. Đây. Đây là một chiếc ô tô tải mới mình mới lắp từ kênh ở trên kênh VinFamily DIY nhé. Xe tải này lắp có 6 bánh, có phần cùng xe phía trên đầu xe trông rất là khả quan. Các bạn hãy đăng ký kênh VinFamily DIY để ủng hộ gia đình nhà Vin nhé. Xe tải chở logo nhà Vin này. Đăng ký kênh nhé. Đây, cùng xe đây. Chở đầy giấy luôn. Đây có một xe đầu kéo. Đây là một chiếc xe đầu kéo loại nhỏ. Đấy. Đây này chính là đầu kéo đây. Chúng ta có thể cho một xe khác vào để kéo. Cũng lắp ghép từ một bộ đấy các bạn nhé. Tải được kéo lắp ghép thành một bộ. Tiếp tục giới thiệu với các bạn đây một chiếc xe đua sử dụng 8 bánh luôn, mình sử dụng 8 bánh xe luôn. Đấy. Đấy, các bạn trông ngầu không, xe đua sử dụng 8 bánh xe lắp ghép thành một bộ. Chúng ta hãy cùng giới thiệu chiếc xe controller. Đây là chiếc xe controller đầu kéo. Nhìn nó có chất chơi không? Xe controller đầu kéo này cũng được lắp ghép từ một bộ nhé. Clip thì đã có trên kênh rồi. Clip review và clip hướng dẫn lắp ghép chi tiết có trên kênh hết rồi. Trên kênh VinFamily DIY, các bạn hãy lên kênh và xem ủng hộ gia đình nhà Vin nhé. Mình hướng dẫn lắp ghép cận cảnh từng chi tiết một. Tuy nhiên clip có hơi dài một chút nên các bạn có thể kiên trì xem.
và lắp ráp sản phẩm của mình trên công tơ. Nay trời gió khá là lạnh các bạn. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta đó là một chiếc xe máy. Đây là một chiếc xe máy được lắp ghép từ một bộ các bạn nhé, lắp ghép từ một bộ mô hình kỹ thuật và mình lắp từ bộ mô hình kỹ thuật tốc 5. Được chưa? Nhỏ nhỏ nhưng mà hay hết. Còn đây là chiếc ô tô cảnh sát. Đấy, các bạn nhìn thấy ô tô cảnh sát của mình này, trông khá đẹp đúng không? Ô tô cảnh sát và xe máy. Luôn. Chúng ta giới thiệu bao nhiêu sản phẩm nào? 3, 6. Đây là 8, 9. 9 sản phẩm. 3, 6, 7, 8, 9. 9 thôi. Chúng ta đã giới thiệu 9 sản phẩm, còn 6 sản phẩm nữa. Nay mình sẽ giới thiệu với các bạn, nó là 15 sản phẩm. Đây, sản phẩm thứ 10. Sản phẩm thứ 10 của mình đây. Người của mình lại là một chiếc xe ô tô đua. Ô tô đua này thì trông hơi khác so với ô tô đua kia. Đây, cái phiên bản xe ô tô lúc nãy đây. Đây là chiếc xe ô tô đua lúc nãy. Nó có hai loại, cái loại này thì chủ yếu 8 bánh xe, loại này chủ yếu 4 bánh xe thôi. Còn đây là ô tô cảnh sát. Chúng ta còn 5 sản phẩm nữa. Sản phẩm thứ 11. Sản phẩm thứ 11 mình sẽ giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe lông. Chiếc xe lông này mình cũng giới thiệu trong rất là nhiều clip rồi, nhưng mà mình chưa hề tháo nó ra đâu. Mình rất là thích cái sản phẩm này. Đấy các bạn, thì nó có phần càng lông phía trước này. Đó. Sản phẩm thứ 11 nhá. Với sản phẩm thứ 12. Đây. Đây chính là sản phẩm thứ 12 các bạn ạ. Một chiếc xe xúc mini. Sản phẩm 12 của chúng ta nó là một chiếc xe xúc mini. Ô, rụng đầu này. Đấy, lắp ghép này. Cực kỳ đơn giản. Dùng hai chỗ ghép và lắp vào rất là thoải mái luôn. Rất dễ. Sản phẩm 13 à, mình sẽ lại giới thiệu lại với các bạn, đó là bạn Ninja Rùa này. Đây là robot Ninja Rùa, nó lắp ghép từ bộ mô hình tốc 5. Đó. Đây là sản phẩm 13 của chúng ta nhé. Sản phẩm này nó lắp ghép nhiều chi tiết đấy, khá là nhiều chi tiết nhỏ luôn. Sản phẩm thứ 14. Đây các bạn này, sản phẩm thứ 14, đây là một sản phẩm mới lắp trên kênh BeFamily qua ô tô. Chúng ta thử so sánh với con ô tô này chúng ta không này. Đây là controller này. Đây là ô tô này. Đó. Trông khá đẹp đấy. Lắp ghép từ một bộ nhé bạn nhé. Ô tô lắp ghép từ một bộ thôi, gồm có 4 bánh xe này, kính xe này, phần bánh lái này, đấy, đằng sau, đằng trước, phần càng phía trước luôn. Và sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe ô tô mình khá là ưng ý. Đây là sản phẩm cuối cùng, sản phẩm thứ 15 mà mình giới thiệu các bạn trong này. Buổi giới thiệu 15 sản phẩm ngày hôm nay. 15 sản phẩm nó lắp ghép từ bộ mô hình kỹ thuật tốc 5. Đó. Trong 15 sản phẩm thì chúng ta sẽ có chiếc xe này. Đây là sản phẩm 15. Clip lắp ghép trên kênh VinFamily DIY thì đã được đăng tải trên kênh rồi. Và tất cả các clip hướng dẫn lắp ghép chi tiết, lắp ghép trực tiếp các sản phẩm đồ chơi này sẽ được phát sóng vào tối thứ 3, 5, 7 và khung giờ là 21 giờ. Các bạn có thể lên kênh VinFamily DIY và xem theo dõi là các ngày trong tuần nhé. Lịch cố định luôn 3, 5, 7 và 21 giờ. Clip hướng dẫn lắp ghép chi tiết. Đây chiếc ô tô. Và các bạn cùng xem nhé. Đây là phiên bản đồ chơi lắp ghép.
thể loại thứ 15 của mình, số 15, khá là ưng ý. Và clip giới thiệu 15 sản phẩm lắp ghép từ bộ mình kỹ thuật lắp lao của mình đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem. Mọi người yêu thích kênh Bin Family DIY hãy đăng ký kênh của gia đình nhà Bin nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.